Chương trình talk show của chúng tôi chỉ còn 3 lần nữa vào ngày 29 tây tháng 10 năm 2019, 5 tây tháng 11 năm 2019, 12 tây tháng 11 năm 2019, từ 6 giờ đến 7 giờ 30 tối trực tiếp đài SET1, SET2 và Việt Phố TV tại Orange County, San Jose và Kiều Hoàng Facebook, YouTube. Đón xem nghị quyết 36 của Ngài Thị trưởng Tạ Đức Chí đã được thông qua. Luật sư bất đắc dĩ không biên giới, luật sư tỷ phú duy nhất trên thế giới Kiều Hoàng phân tích. Thanh Vân ơi, hỡi Thanh Vân, ngai vàng sụp đổ không còn quần hoa. Đêm 7 ngày 3 ra vô không kể, nhờ vậy mới tàn đời ta. Thu đi để lại lá vàng, nàng đi để lại cho chàng quần hoa. Đêm 7 ngày 3 ra vô không kể, nhờ vậy đời vẫn lên hoa. Ông Hoàng Kiều xin chân thành cảm ơn tất cả đã hưởng ứng bãi nhiệm rất đắc lực. Hoàng Kiều kêu gọi tất cả để bảo tồn và cứu vớt danh dự đã bị tổn thương do nhóm Tam Nhân Bang Trí Tạ, Kimberly Hồ và Trạc Ly Nguyễn dùng quyền lực lợi dụng chiêu bài chống cộng, lợi dụng cộng đồng, lợi dụng quân đội, lợi dụng ngay cả Đảng Cộng Hòa để đàn áp dã man, và đã kêu gọi cả ngàn người nổi dậy lên án Hoàng Kiều bằng cách ra nghị quyết 4953 theo nghị quyết 36 của Việt Cộng. Hãy cùng nhau đứng lên, hãy ký bãi nhiệm chương trình. Ký bãi nhiệm sẽ được chấm dứt ngày 31 tháng 10. Mong quý vị cho thêm vài ngàn chữ ký nữa để đạt 100% cử tri đi bầu là 20.000 chữ ký cho mỗi quý vị. Hoàng Kiều khẩn thiết kêu gọi quý vị hãy cùng nhau đứng lên để giúp Hoàng Kiều đem danh dự trở lại cho thành phố Westminster và cho tất cả người Việt trên toàn thế giới. Trong vài ngày tới, Hoàng Kiều sẽ gửi đến tận nhà của 40.000 cư dân người Việt ở thành phố Westminster Mellers để quý vị hiểu rõ Hoàng Kiều là ai mà phải đứng ra giúp Westminster United bãi nhiệm. Hoàng Kiều mong mỗi quý vị nói lên tiếng nói của mình để chống áp bức, đàn áp những người giúp bãi nhiệm còn dã man hơn Việt Cộng. Tâm huyết tỷ phú Hoàng Kiều là mong muốn cộng đồng Việt Nam được tốt đẹp hơn. Những đóng góp tích cực của tỷ phú Hoàng Kiều trong nhiều năm là tặng 5 triệu cho những nạn nhân bị lụt tại San Jose, tài trợ tất cả chi phí mua đất và mai táng anh hùng Lý Tống, tặng 5 triệu cho những nạn nhân bão Harvey tại Houston, tặng 500.000 cho nạn nhân trong cuộc hỏa hoạn tại San Jose. Tỷ phú Hoàng Kiều luôn muốn chia sẻ sự may mắn thành công của mình qua những đóng góp từ thiện và công việc bác ái. Bộ ba Trí Tạ, Kimberly Hồ, Charlie Chí Nguyễn đã đem lại sự xấu hổ cho cộng đồng. Đừng nghe những gì họ nói. Xin hãy ký đơn bãi nhiệm để cộng đồng chúng ta có những người lãnh đạo xứng đáng hơn.